chi tiết vụ ly hôn của Thanh Bình và Ngọc Lan. Sau hơn một năm chính thức thông báo đường ai nấy đi, Thanh Bình và Ngọc Lan đã lấy lại cân bằng cuộc sống và giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu tan vỡ. Đặc biệt mới đây, Thanh Bình thoải mái xuất hiện trên sóng truyền hình và tâm sự về cuộc ly hôn với vợ cũ. Trong khi phần đông dự định kiến ly hôn là thất bại trong hôn nhân, Thanh Bình lại chia sẻ quan điểm trái ngược. Anh cho rằng chia tay là giải pháp đem đến hạnh phúc cho cả hai khi tình yêu không còn tìm được tiếng nói chung. Nam diễn viên bộc bạch, tôi và Lan khi đến với nhau đều trên 30, đều là những người trưởng thành, đều đủ chín chắn trong mọi quyết định của mình rồi. Nên khi nhận ra cả hai không thể tiếp tục đi trên con đường ấy cùng nhau nữa, chúng tôi đối thoại và vài tháng sau mới quyết định. Dù tan vỡ là điều không ai muốn, nhưng Thanh Bình vẫn luôn cảm thấy có lỗi trong lòng, với bản thân và với người mình từng hứa chung sống hạnh phúc. Bằng cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, Thanh Bình và vợ cũ vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con cái, gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống như những người bạn. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thanh Bình thừa nhận gặp khó khăn. Trước đây tôi nghĩ bản thân sẽ lấy công việc để khỏa lấp tất cả thời gian trống và không nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Thế nhưng giai đoạn dịch bệnh vừa qua, tôi buộc phải đối diện với mọi chuyện, buộc phải đối thoại với đối phương để có thể cởi bỏ những khúc mắc trong lòng và tìm ra được giải pháp tốt nhất cho cả hai. Hôn nhân viên mãn kéo dài 3 năm của Thanh Bình, Ngọc Lan từng là tấm gương nhiều người ngưỡng mộ. Vì vậy nên ai cũng tiếc nuối khi cặp đôi bất ngờ thông báo đường ai nấy đi. Đến thời điểm hiện tại, cả hai dường như đã cân bằng lại cuộc sống và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Dù hạn chế nhắc đến nhau khi không cần thiết, nhưng họ vẫn cố gắng giữ gìn mối quan hệ hậu chia ly một cách tốt đẹp. Trước đó, khán giả vô tình phát hiện ra đoạn clip ghi lại cảnh Ngọc Lan bí mật ra sân bóng cổ vũ Thanh Bình. Được biết, chồng cũ của cô là thành viên trong đội bóng nghệ sĩ. Ban đầu, nữ diễn viên chỉ ngồi một góc trên khán đài và đeo kính khá kín đáo, âm thầm đến ủng hộ. Nhưng sau đó, cô bị một người bạn phát hiện và kéo cô xuống chào mọi người. Ngay khi thấy vợ cũ, Thanh Bình liền đặt câu hỏi, con đâu? Ngọc Lan liền trả lời, ở nhà, này em tính cho đi mà nó ngủ. Màn tương tác này đủ cho fan thấy được mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm lẫn nhau của cả hai. Và ai cũng biết trước đó vào tối ngày 13 tháng 11, Ngọc Lan đã chính thức thừa nhận chuyện ly hôn sau nhiều ngày dùng dằn, úp mở khiến khán giả hoang mang hết lần này đến lần khác. Thông tin xác nhận chuyện hôn nhân tan vỡ của nữ diễn viên, kiều nữ và đại gia ngay lập tức đã gây xôn xao khắp trang mạng xã hội. Và sau đó, rất nhiều người tỏ ra thắc mắc, nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến vợ chồng cô tan vỡ không gì khác ngoài việc giữa cả hai đã xuất hiện người thứ ba. Hơn thế, hình ảnh Thanh Bình nắm chặt tay thân thiết bên một cô gái lạ cũng là một trong những điều khiến nghi vấn này được đặt ra thêm phần chắc chắn. Ngay sau đó, Thanh Bình đã chính thức lên tiếng giải thích về nguyên nhân tan vỡ thực sự của vợ chồng anh trên trang cá nhân. Anh khẳng định không có chuyện xuất hiện người thứ ba như lời đồn. Mọi thứ đều xuất phát từ việc cả anh và Ngọc Lan đã không còn tìm thấy tiếng nói chung với nhau trong cuộc sống nên tự nguyện buông tay. Xin chào tất cả, dòng trạng thái trên cũng đã nói đầy đủ ý của hai đứa. Nhưng mình xin phép nói thêm chút ý thế này. Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ ba nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan. Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là những người cùng chung tay dạy dỗ nuôi nấng Louis. Bình rất mong muốn ồn ào này kết thúc sau những công bố của chúng tôi. Xin lỗi tất cả về sự ồn ào này. Theo như người bạn chung của Ngọc Lan, Thanh Bình chia sẻ, cả hai đều rất thương con và xem nhau như những người bạn trong cuộc sống thường ngày.